Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpproject.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhái cái poster MV Gác Lại Âu Lo của Đà Lạt và Miu Lê ha. Từ cái style này nó cũng khá là dễ thôi, và anh em có thể sử dụng những cái hình của hội bạn bè của anh em để chúng ta cùng cắt ghép vào một cái hình, lâu lâu có cái hình chơi chung và bắt trend với anh em cho nó vui chứ, đúng không? Ok, nếu như đây là lần đầu em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like và nút subscribe và nhấn nút chuông mình cạnh nút sub nữa nhé. Và ok, chúng ta vào video thôi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái poster là của nhóm Da Lab và Miu Lê, cái bài Gác Lại Âu Lo mà họ mới ra mắt gần đây ha. Thì cái style thì mình sẽ làm y chang như này luôn ha, và hình thì mình cũng sẽ sử dụng lại hình của bạn Kiên KK với cái bức hình của bạn Hạnh. Mình đơn giản thế thôi, mình có thể sử dụng đi sử dụng lại bộ này thì đó, thì cho nó dễ nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ làm cái background trước nha. Hình thì cắt ra, cắt ghép và chỉnh màu thì ở cái bài số 3 thì mình đã hướng dẫn anh em rồi, giờ làm gần gần giống như thế. Nhưng mà đầu tiên, chúng ta cứ làm từng bước đã, từ sau ra trước nhé. Đầu tiên là làm cái background màu mè này ha. Tiếp theo là cắt người, chỉnh cái màu của người lại một chút. Sau đó chúng ta làm cái hiệu ứng chữ, làm chữ, làm hình như thế này và làm một chút hiệu ứng để cho nó đẹp hơn ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo một cái file mới, chúng ta vào file chọn new. Mình sẽ để, các bạn có thể để là A4 cũng được, hoặc là A4 đi ha. A4 hoặc là như nào đó cũng được, tùy. Nhưng mình để A4 dạng ngang ha, dạng ngang. Và chúng ta chọn create. Đó, A4 là để lỡ các bạn cần in ra thì các bạn có thể để in được, nó rất là ngon lành. Rồi, để các bạn làm như này á, thì các bạn sẽ để ý là ở những cái background này, những cái hình này có vẻ như là những cái hình tòa nhà, đúng không? Những hình tòa nhà đó, kiểu city kiểu thế. Rồi thì mình cũng sẽ làm y chang như vậy thôi, những cái tòa nhà cao cao cao, cửa sổ, và nó hơi xéo 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 như thế này nữa. Thì để cho dễ, mình chỉ cần tạo ra một cái dãy nhà thôi, sau đó các bạn nhân đôi layer đó lên và các bạn đảo 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 lại ha. Làm như sau. Đầu tiên ta sẽ cần cái hình nền là màu vàng này trước đã. Để các bạn lấy màu vàng này thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ là eyedropper. Đây, cái hình cái ống hút chích này, các bạn click vào đây cái để các bạn lấy mẫu màu ha. Và chúng ta có cái màu ở đây rồi đó, các bạn có thể chọn màu và qua đây. Rồi ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ là cái thùng sơn. Đâu rồi, đây nó sẽ nằm ở đây này, ngay cái gradient tool nó sẽ có cái pen pocket tool này. Đó, pen pocket tool nhé. Các bạn đang có cái màu ở trên là màu vàng đúng không? Các bạn click một cái là chúng ta sẽ có background màu đó. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ vẽ cái những cái tòa nhà này. Đầu tiên mình sẽ lấy mẫu màu của tòa nhà đó. Đó, lấy mẫu màu thôi. Chúng ta quay trở lại đây. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ cần tạo ra một layer mới ha. Tạo layer mới bằng cách các bạn có thể vào layer, new, chọn layer ha. Hoặc là control shift N, hoặc là vào layer, new, layer. Đó, chúng ta sẽ có một layer mới. Đây thì mình sẽ để layer là dãy phố background. Để đó, dãy phố background. Đó, chúng ta sẽ có cái layer, layer mới là dãy phố background này. Hiện tại chưa có gì cả. Thì mình sử dụng công cụ là polygonal lasso tool. Mình sẽ vẽ một cái dãy phố ở đây ha. Thì các bạn có thể để vẽ thì để cho nó ra được những đường thẳng thì các bạn có thể giữ phím shift nhé, thì nó sẽ đi theo cái đường thẳng hoặc chéo hoặc nghiêng như này đó. Thì bây giờ công việc của chúng ta rất là đơn giản, mình sẽ bắt đầu vẽ những cái tòa nhà kiểu cứ chồng lấn lên như vậy thôi, cũng không có gì gọi là phức tạp cả. Các bạn có thể để ý là đó kiểu thế, click vô cái này có thể mình để hơi nghiêng một chút chẳng hạn vậy đó, nghiêng ngang ra cái, xong cái lại xuống. Nó không cần phải chi li quá, các bạn hiểu không? Nó chỉ cần một chút thôi. Đó, nó có cái gọi là ok như thế này là được rồi. Đó, các bạn cứ tiếp tục vẽ như vậy tới khi nào các bạn cảm thấy vừa ý thôi. Đó, này hơi tự nhiên làm đây xiên một cái. Đấy, nhìn cho nó đây tòa nhà nhỏ. Rồi, sau khi xong rồi mình kết thúc nét vẽ của chúng ta thôi. Đó, hơi nghiêng nghiêng vậy cũng được nữa. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ dùng Pen Pocket Tool luôn. Các bạn đổ vào đây, đổ vào cái, đó là chúng ta sẽ có như này nhé. Thì các bạn bấm Ctrl D, chúng ta bỏ vùng chọn đi này. Rồi, thì bây giờ tiếp tục chúng ta vẽ những cái ô vuông ha, những cái ô vuông gọi là cửa sổ đó. Thì mình sẽ sử dụng là Rectangular MQ Tool, cũng ở cái layer là dãy phố nhé. Thì các bạn sẽ bắt đầu vẽ những cái hình vuông. Các bạn có thể giữ phím Shift. Đó, giữ phím shift để chúng ta vẽ thêm ha.
ha, hoặc là để cho nó nhanh các bạn có thể sử dụng là brush tool. Ở đây thì các bạn sẽ tìm brush nào đó có ô vuông. À, đây không có ô vuông rồi, để mở rộng ra. Ok thôi cắt đoạn này đi nhé. Rồi mình sẽ zoom vào đây để mình bắt đầu vẽ những cái ô tòa nhà cho nó dễ này. Chúng ta sử dụng cái này thôi ha, cũng sử dụng công cụ là Mercury Tool, cũng ở dãy phố này, nhưng mà màu thì bây giờ mình sẽ chọn lại là màu vàng nha. Thì mình sẽ bắt đầu mình vẽ, để cho dễ thì các bạn có thể tạo ra là một cái layer riêng đi, layer riêng mà ta nhân đôi lên cho nó nhanh. Các bạn sẽ vào layer, chọn new, chọn layer để chúng ta có này, và chúng ta là cửa sổ tòa nhà đó, chọn cửa sổ tòa nhà nhé. Bây giờ mình vẽ một cái trước đó như thế này đi ha, sử dụng pen pocket tool tô vào đây rồi bỏ vùng chọn đi, và các bạn sẽ có một cái layer là cửa sổ tòa nhà ở đây nha. Thì bây giờ để cho nó nhanh các bạn có thể nhân đôi lên, di chuyển qua nhân đôi bằng cách là bấm Ctrl J, phím J là phím nằm giữa phím H và phím K nha. Các bạn bấm Ctrl J lên đó, các bạn cứ di chuyển cứ như vậy cho tới khi nào các bạn cảm thấy ok. Ví dụ như là bốn cái tòa nhà đúng không, các bạn có thể giữ phím Shift để các bạn chọn nhiều cái layer này, và các bạn bấm Ctrl J đó, đưa xuống một cái như này, cả chuồn chạy đưa xuống một cái như này đó, cứ thế tới khi nào các bạn cảm thấy nó ok rồi thì dừng thôi, cả chuồn chạy đó như thế này rồi ổn đúng không. Rồi tiếp theo là những cái tòa nhà để tiếp tục mình cũng chọn một cái nhân đôi lên và sử dụng Move Tool để các bạn đưa qua đây đó. Ví dụ như là cái này thì mình chỉ cần lấy một chút thôi chứ không có lấy quá nhiều như hồi nãy, mình có thể để hơi tách tách ra nhân lên đó. Rồi đó ba cái này ha, nhân lên cần chôn chay nhân lên, và chúng ta cứ thấy nhân lên thôi, có thể tự nhiên check xuống dưới này một cái đi cho nó bằng cái bên này đó. Rồi đó, rồi ví dụ các bạn có thể tiếp tục nhân đôi lên cần chôn chay lên nữa, và các bạn đưa qua bên này chẳng hạn như vậy đó, các bạn đưa nhân lên tới khi nào các bạn cảm thấy cái hình của ta mà các bạn cảm giác nó ổn ổn là được rồi. Ví dụ cả nhân đôi lên đó, mình lại để ở đây. Rồi nhân đôi lên nó hơi lệch một chút cũng được, không cần phải chính xác đâu nha. Rồi ví dụ như một cái ở đây mình lại nhân lên đó, một cái cửa sổ bị lạc lạc loài ở đây chẳng hạn như vậy đó, nhân lên nhân lên cứ cần chun chay thôi tới khi nào các bạn cảm thấy là cái hình của ông ta các bạn cảm giác ok rồi đó. Ví dụ như là ở đây nhiều nhiều hình quá đúng không, thì mình có thể chọn bớt một vài cái ở đây chẳng hạn vậy, nhân lên và chúng ta di chuyển qua bên này. Đấy, nhìn cho nó có một chút ở đâu rồi đó, mình sẽ chọn là đâu cái này, mình sẽ lấy bớt một vài cái đi ha, mình sẽ lấy bớt một vài cái mình bỏ qua đây chẳng hạn như vậy đó. Thì sau khi xong rồi ha, thì các bạn sẽ gom hết những cái layer này lại đó. Mình có 56 cái ô cửa ở đây cơ, hơn 56 ô cửa đó, mình chọn hết, chọn xuống tới cái dãy phố background này luôn đó. Các bạn giữ phím shift nha, các bạn chọn vào cái layer vậy, dãy số phố background, và các bạn chọn cái trên cùng đó, thì các bạn sẽ chọn tất cả layer này và các bạn bấm chuột phải và chọn là merge layer để chúng ta gom hết layer đó lại, gom lại đó, thì chúng ta sẽ có một cái như này ha. Rồi bây giờ các bạn sử dụng cái move tool để các bạn di chuyển đó, và có thể cắt ghép này xéo như thế nào đó để cho nó ra giống như là nguyên cái background dãy phố. Các bạn có thể nhân đôi lên Ctrl T và chúng ta để hơi chích sang như thế này cũng được nữa đó, kiểu như vậy, nhân đôi lên và chúng ta lại đó kiểu cứ phóng lớn lên một chút đó, lại hơi ngang ngang xéo xéo cho nó giống như là cái ở trong cái poster mà, enter cái ha, lại nhân đôi lên xong cái lại lật dọc xuống. Rồi để cho nó mình có thể lật ngang ra hoặc lật dọc hơn như thế nào đó, các bạn cảm giác sao cho nó ok là được rồi đó. Cứ thế lại nhân đôi lên đó, và lại di chuyển Ctrl T và chúng ta hơi vòng vòng như này đó, lại nhân đôi một phát nữa là mình sẽ có một cái hình cuối cùng đó, thể để hơi như thế này nữa đó. Rồi xong rồi chúng ta sẽ có cái background kiểu như thế này nhé. Thì đơn giản là như vậy thôi, các bạn đã có background rồi, cũng không cần gì gọi là phức tạp quá đúng không. Rồi sau khi xong rồi các bạn lại gom lại một phát nữa, click chọn hết layer nhé, các bạn chọn là merge layer cho nó gọn nữa mà. Thì đây chúng ta sẽ có cái một đống tòa nhà đây rồi.
Thì đó là xong cái phần tòa nhà nha. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta tách cái hình nền của cô gái ra. Thì mình sẽ chọn coi cái hình nào cho nó hợp hợp một chút. Ví dụ như là mình chọn cái hình hình nào nha. Đây, có thể là mình lấy hình này đi nha. Để mình coi hình này hợp không. Đây, hình này đi ha. Mình sẽ chọn hình này, click chuột phải và chọn mở với Photoshop. Rồi, tăng ánh sáng lên một chút ha. Nó lại mở camera raw thôi. Cái này các bạn làm tới lần này là lần thứ ba rồi thì mình nghĩ là các bạn biết rồi ha. Thì để cho nó đẹp á thì theo mình là với những cái hình như vậy á, các bạn để ý là cái hình chúng ta contrast nó chi tiết nó lên nhiều một chút, có nghĩa là cái shadow này các bạn tăng lên, highlight các bạn giảm bớt đi để cho chúng ta có cái những cái vùng tối vùng sáng nó đều đều nhau, nó nhẹ nhẹ thôi, nó không bị quá đà ha. Tiếp theo nữa là chúng ta cần có một cái hiệu ứng. Đầu mình quay lại cái hình gốc của chúng ta đi, gác lại lọ áo đây, nó sẽ hơi ém vàng một chút thì mình sẽ làm ngay bây giờ luôn. Các bạn sẽ mở lại camera raw này ha, ém vàng đúng không, các bạn sẽ tăng temperature lên một chút này, tăng temperature lên một chút thôi ha. Sau đó các bạn có thể qua cái công cụ đây, sleep toning ha. Ở phần sleep toning này có nghĩa là các bạn sẽ thêm màu ở phần highlight, phần shadow. Highlight là khu vực sáng, shadow là khu vực tối ha. Shadow các bạn có thể thêm màu cam cũng được nếu như bức hình của các bạn đang không có màu cam, ví dụ như là hình của các bạn ở một cái tông màu khác chẳng hạn vậy, chụp trắng đen hay là chụp với vest đen hoặc là những cái màu khác. Ở đây thì các bạn đang thấy màu vàng ta nhiều bởi vì cái hình này đang mặc màu vàng sẵn rồi, thành ra nó như thế thì không sao cả, chúng ta ok thôi ha. Sau khi các bạn có thể tăng giảm ở đây làm sao đó các bạn cảm giác là cái hình người mẫu chúng ta nó bị ám vàng, nó giống giống như thế này là được rồi ha. Ám vàng đây mình đang cảm giác là của mình nó hơi nóng quá thì mình có thể là mình giảm temperature đi một chút thôi ha. Mình sẽ làm cho khuôn mặt này sáng lên, tăng exposure một chút và mình sẽ bôi vào khu vực đó khuôn mặt. Rồi sau khi xong mình sẽ bấm open image để chúng ta mở cái hình này ở trong Photoshop. Và tới đây thì các bạn sẽ tách nền thôi ha. Tách nền thì giống như là ở cái bài số 3, bài lần trước thì mình đã hướng dẫn anh em rồi. Và đây thì mình sẽ sử dụng cái công cụ là Select Subject luôn để cho nó nhanh. Click một phát và để cho CPU, để cho phần mềm nó tự xử lý, nó tự chọn cái người mẫu giúp mình. Đó, nó nhàn hơn rất là nhiều ha. Có một cái CPU máy mà có một cái chip nó xử lý ngon lành thì chúng ta nhàn rất là nhiều. Đây, nó bị hơi thừa hơi thiếu như thế này thì các bạn sử dụng là Polygonal Lasso Tool giống mình chẳng hạn vậy. Đó, ở đây là nó bị thiếu này. Giữ phím Shift để chúng ta chọn thêm. Đó, chọn thêm. Ở trên này thì mình cảm thấy nó hơi thừa này thì chúng ta lại giữ phím Alternet để chúng ta bỏ bớt. Đó, thì nó cũng giống như là một cái lưu ý ở bài trước thôi. Chúng ta chọn thì nên ưu tiên chọn những cái hình mà nó có cái độ gọn gàng nhất định thì các bạn tách nền nó sẽ đẹp hơn ha, so với lại một cái hình mà nó hơi sơ sát quá này là hơi này, thành ra là mình bỏ bớt những cái lừa thừa đi. Thà là các bạn bỏ bớt như vậy thì nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều nếu như các bạn cố đấm ăn xôi, kiểu như là cố gắng lấy nhiều quá đó thì thực ra không lấy được đâu, nhưng mà cố quá lại thành quá cố. Thì các bạn nếu được thì hãy chọn một cái stock, một cái hình gốc nó dễ sẵn đi để các bạn là chọn vùng cho nó nhanh, cho nó dễ, chứ không mất công lại đã đời xong rồi cắt khó quá bỏ lưng chừng thì nó uổng đó, kiểu vậy. Rồi ở bên này cũng hơi thừa này, ở đây mình sẽ bắt buộc là bỏ luôn cái cọng tóc này đi luôn, để phía internet và mình bỏ bớt phần tóc, lấy ở phần vai thôi ha, bởi vì không lấy được thì mình mạnh dạn bỏ. Rồi sau khi các bạn lấy chọn xong rồi nha, các bạn sẽ vào là edit và chọn copy, sau đó các bạn sẽ qua cái hình của chúng ta đây, Ctrl V hoặc là các bạn vào edit chọn là paste thì các bạn sẽ hình các bạn nó sẽ vào đây ha. Ctrl T để các bạn thu nhỏ lại, đó thu nhỏ lại sao cho nó vừa vào cái vị trí này, vừa các bạn vào vị trí mà các bạn muốn, ví dụ như là ở cho mình ngồi đây chẳng hạn vậy. Rồi đó, thì chắc ăn thì nên mặc những cái bộ đồ màu đen như thế này nó sẽ rất là nổi, nhưng mà chúng ta đang là một bộ đồ màu vàng thì nó hơi không được nổi cho lắm. Thì ở đây các bạn có thể mình mạnh dạn đổi luôn cái màu của background đi ha. Nó đang là màu vàng đúng không, mình sẽ click chọn ở đây để mình chuyển qua một cái màu đậm hơn đi, màu cam đi, như thế này nhá, hơi đỏ đỏ đó, và mình click bôi. Ổn không ta, cũng được ấy nhỉ,
Thôi thôi cần cho Z đi. Đó, mình tôn trọng nguyên tắc. Ok, chúng ta tôn trọng nguyên tắc nhé. Mình nếu được thì các bạn hãy sử dụng những cái stock mà chụp cá nhân đó, các bạn có thể đứng vào những cái khu vực mà nó như mình nói đó, cái độ chi tiết nó càng ít đó, thì các bạn chọn vùng nó càng nhanh. Thì nếu như các bạn muốn ví dụ như là tách nền cô gái này cho nó nhanh, hoặc là tách nền của các bạn, hình của các bạn nó nhanh á, thì nên đứng vào những khu vực mà có cái bức tường nó liền màu ha, nó liền màu, và đứng xa xa bức tường ra một chút. Thì sau đó các bạn chụp ha, thì các bạn chụp máy máy ảnh cơ hay là điện thoại gì thì các bạn cũng sẽ rất là dễ tách nền. Chứ còn các bạn đứng vào những cái background mà nó rối rắm như thế này, ví dụ như là cái hình phía sau mình chẳng hạn vậy, thì các bạn tách nền nó sẽ rất là cực ha. Thì đó là cố gắng để giữ làm sao cái background nó đơn giản nhất có thể, thì các bạn sẽ rất là dễ để các bạn tách nền. Sau khi xong rồi thì ở đây các bạn sẽ làm tiếp tục chữ của ông ta nhé. Cái chữ của ông ta này nó sẽ có hai cái bảng như thế này đã, Đà Lạt Fit Mule Mule, thì mình sẽ tạo hai cái bảng này và gác lại âu lo ha. Rồi đầu tiên là tạo cái bảng đó đã. Mình sẽ tạo bảng bằng cách sử dụng công cụ Rectangular MQ Tool luôn ha. Cái bảng này thì cũng màu xanh trùng với lại màu nền, thì mình cũng sẽ chọn là màu xanh trùng màu nền đây. Rồi, nhưng mà mình thay đổi cái layout một chút, có thể là mình để ở khu vực này chữ nằm ở trên đi. Ví dụ như là mình sẽ để cái này. Đã ta tạo một cái mình nhầm. Nhầm nhá. Rồi, các bạn sẽ sử dụng cái công cụ Rectangular MQ Tool ha, tạo một layer mới giúp mình, bấm Ctrl Shift N, hoặc là các bạn vào layer, chọn new, chọn layer ha. Sau đó các bạn sẽ vẽ một cái ô ở đây. Ví dụ như là mình sẽ để cỡ này đi. Đó, cỡ này đi. Rồi. Rồi, bây giờ mình cũng sử dụng Pen Pocket Tool luôn. Nhớ là đang chọn cái layer trống nhá. Click vào một cái. Rồi, Ctrl D bỏ vùng chọn đi. Thì bây giờ các bạn có thể hơi đảo hơi lệch lệch nó đi một chút, hoặc là để thẳng như này đi ha. Sau đó các bạn nhân đôi nó lên. Để chúng ta có đây, các bạn để ý này, nó có hai cái nha, một lớp ở trên và một lớp ở dưới hơi màu xanh xanh như thế này luôn. À, màu màu vàng vàng chứ. Màu vàng vàng hơi nhạt nhạt như thế này. Đó, thì chúng ta cũng sẽ nhân đôi nó lên. Nhân đôi lên. Rồi. Bây giờ chúng ta có hai cái bảng nha. Thì cái bảng ở dưới á, thì các bạn sẽ làm một cái hiệu ứng, đó là đầu tiên đi. Hiệu ứng ở cái layer ở trên trước đã. Layer ở trên nó sẽ có một cái viền màu đen. Để tạo cái viền cho layer này thì các bạn bấm chuột phải và chọn là Blending Option ở trên cùng ha, Blending Option. Ở đây các bạn sẽ chọn là Stroke. Stroke là viền ha. Click vào cái drop, click vào chữ drop này. Ở cái màu các bạn sẽ để mặc định là color ha. Size này nó sẽ là kích thước của cái viền của chúng ta. Các bạn có thể tăng giảm để nhìn cho nó hợp lý một chút. Ví dụ như là đây. Màu thì mình sẽ để màu hơi hơi xám xám, hơi đen đen. Đó, như thế này. Đó, ví dụ như vậy các bạn cảm thấy ok rồi đúng không? Click ok. Đó, và chúng ta có một cái là cái viền ha, là cái viền. Rồi, tiếp theo là cái layer ở dưới, các bạn cũng click chuột phải và chọn là Blending Option. Ở đây thì cái viền của nó thì nó sẽ là, mình sẽ quay trở lại đây coi mình thử cái viền. Ở đây á, thì nó lại là cái viền màu xanh với cái bảng bên này. Thì mình nghĩ là mình cũng sẽ làm cái bảng màu xanh giống như vậy đi, cái viền màu xanh thì nhìn nó đẹp hơn so với là viền màu như thế này ha. Thì mình sẽ click chuột phải và chọn là Blending Option. Rồi, ở đây á, thì cái drop của chúng ta đó thì các bạn sẽ chọn là cái màu xanh. Đó, màu xanh của cái này nè, các bạn có thể click vào cái màu nha, click vào màu và các bạn chọn màu xanh ở đây và các bạn click ok. Đó thì nó sẽ có cái viền màu xanh nha. Nhưng mà mình muốn thay đổi cái màu nền ở trong thì mình sẽ chọn vào color overlay. Đó, color overlay để các bạn đè cái nền lên. Thì ở đây các bạn sẽ chọn là màu vàng hơi nhạt nhạt. Đó, màu vàng hơi nhạt nhạt. Có thể là nó là cái này sáng sáng chẳng hạn như vậy. Sáng sáng. Đây, ví dụ như này đi. Các bạn click ok. Đó. Rồi, tiếp theo thì các bạn có thể sử dụng công cụ Move Tool thôi để chúng ta di chuyển cái này vào cái góc nào đó các bạn cảm thấy phù hợp. Đó. Rồi, như vậy đi, cho mình hơi xuống một chút. Rồi, ổn nhá. Rồi, tiếp theo nha. Các bạn sẽ tạo chữ ha. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ là Type Tool ở đây này. Các bạn nhớ chọn lên đầu và các bạn click một cái ha, click nhẹ một cái thôi. Size thì các bạn có thể chọn size đấy tới khi nào thấy cái nhấp nháy này ra này. Đó, ở đây có thể là click vào cái này và ta giữ để kéo sang phải để cái size nó lớn hơn ha. Thì cái này mình có thể là HP Photoshop. Đó, tên thương hiệu của mình. Đó, HP Photoshop. Phông này thì các bạn có thể chọn phông được nha. Mình sẽ sử dụng công cụ ở đây là các bạn vào view Window, menu Window và chọn là Character. Đó, nó sẽ hiện character lên. Ở đây các bạn click vào đây các bạn chọn phông. Phông là chúng ta ở đây này.
Đó, mình có thể chọn cái phong nào tùy các bạn thôi. Thì có nhiều bạn các bạn phàn nàn với mình là nó không có gõ được dấu, thì cái đó là tùy theo cái phong nha. Thì nếu như các bạn muốn có phong Việt hóa, các bạn có thể lên trên Google các bạn search tải bộ phong Việt hóa thì nó sẽ có, thì nó sẽ dễ hơn ha. Thì các bạn cài phong vào như thế nào thì các bạn thể Google nó dễ hơn. Các bạn cài phong vào Windows, cài phông vào máy tính á, thì Photoshop nó sẽ nhận theo nha. Rồi ở đây thì cái màu của chúng ta mình sẽ chọn là cái màu vàng nhạt hồi nãy mình chọn ở trên, màu vàng hơi cam cam, sáng sáng một chút. Rồi mình cái ok, sau đó mình sẽ sử dụng Move Tool để mình di chuyển nó vào trong này. Đó ha, cái màu này thì mình cảm giác nó hơi tối quá, đó hơi sáng sáng lại một chút đi, sáng hơn một chút. Đó đây đi, đó. Rồi sau khi xong rồi các bạn có thể chọn, chúng ta có ba cái layer nha, đây là layer ở dưới này, layer ở trên này và layer ở trên cùng, chữ ở trên cùng đó. Các bạn thể chọn ba layer này, các bạn bấm Ctrl T ha, chọn layer bằng cách bấm giữ phím Shift hoặc là bấm đè phím Ctrl rồi click vào những layer các bạn muốn ha. Sau đó các bạn bấm Ctrl T và các bạn đảo nó hơi đó như thế này, đó hơi nghiêng nghiêng một tí đó, kiểu như vậy. Rồi ví dụ như là mình muốn làm một cái bảng thứ hai đi thì mình lại chọn hết cái này đi, để cho dễ quản lý các bạn có thể group những cái này lại, group nó giống như là tạo cái folder chủ vậy đó. Các bạn chọn hết những cái layer các bạn muốn cho vào một group nha, sau đó các bạn vào layer chọn là new và các bạn chọn là group. Các bạn vào layer chọn new và chọn là group form layer ha, bấm group form layer và các bạn bấm ok. Đó thì nó sẽ gom hết cái này lại thành cái này, mình sẽ đặt tên của cái này. Các bạn có thể click click đôi vào tên để các bạn chọn nhé, bảng tên một đó. Rồi bây giờ mình nhân đôi này lên, Ctrl J, phím J là phím đoạn giữa, phím H phím K để chúng ta nhân đôi lên đó, và chúng ta có thể sử dụng Move Tool để chúng ta di chuyển ra ngoài đó ha. Ở đây mình có thể Ctrl T để mình thay đổi cái góc bảng như thế này chẳng hạn, như vậy. Rồi phóng to thu nhỏ như thế nào đó để tùy các bạn, nếu các bạn thích như thế nào thì các bạn để nó như thế đó ha. Ok, Enter. Rồi, ở đây thì mình sẽ đổi cái này, đổi chữ này thành ví dụ như là workshop đi, chẳng hạn như vậy. Rồi, chữ HP Photoshop. Rồi, mình để lại là AMD Workshop. Đó. Rồi. Đây là chúng ta đã có hai cái bảng tên rồi, thì chúng ta có thể chọn hai cái bảng tên này, hai cái group này, và chúng ta sử dụng Move Tool để chúng ta kéo xuống dưới này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái chữ gác lại Outlaw ha. Cái chữ gác lại Outlaw này thì nó hơi cách điệu một chút, thì mình nghĩ là nên làm đơn giản thôi ha, nên làm đơn giản thôi. Thì ví dụ như các bạn muốn làm cái ý, nó đơn giản thôi ha, chúng ta không cần phải thay đổi chữ quá nhiều, chữ gì cầu kỳ và phức tạp. Đầu tiên là chữ gác lại Outlaw đó, nó là hai dòng hơi lệch lệch một chút, thì mình sẽ chọn là vẽ ở đây, click một cái và chọn là gác lại. Mình có thể là bật cái Caps Lock lên ha. Đó, mình có thể Ctrl T cái này để phóng to lên. Đó, rồi, nhân đôi lên chữ Outlaw mình để ở dưới. Gác lại Outlaw. Rồi, ở đây các bạn hoàn toàn có thể gọi là hơi phóng tác một chút hoặc là chúng ta sáng tạo một chút cũng được nha. Không cần phải cứ phải chuẩn chỉ theo cái mẫu của mình làm gì. Đó, chúng ta chọn hai này và mình có thể phóng to lên một tí, hơi hơi đè vào người mẫu một chút, nhìn cho nó đó, nhìn cho nó sáng tạo. Mình có thể chọn cả người mẫu cả tên này và mình đưa qua bên này. Rồi, ha, chữ gác lại Outlaw mình có thể phóng to lên một chút nữa. Ctrl T thôi và chúng ta phóng to lên. Chữ Outlaw này mình có thể Outlaw đây. Mình sẽ để hơi ở đây một chút này, hơi chèn lên chữ ở trên một chút ha. Hai cái bảng tên này thì mình sẽ cho nó hơi đè lên đó, hơi ở dưới cái chữ Outlaw một tí. Rồi đó, nhìn nó có cái sự liên kết với nhau ha. Rồi sau khi xong rồi các bạn có thể nhìn thấy hiệu ứng của chúng ta, nó cũng là một layer ở dưới này, có một layer chữ ở dưới màu xanh ha, và chúng ta có một cái chỉ có cái viền thôi, tức là nó cũng là ba layer ha. Chúng ta cũng có ba layer, đây là layer bình thường của chúng ta rồi ha. Các bạn có thể group nó lại ha, chúng ta có thể vào layer chọn new, chọn group from layer khi các bạn đã chọn hai cái chữ rồi, chọn để chúng ta gom hai cái chữ này lại. Đây là chữ gốc đó, là chữ gốc, enter đó, chúng ta có một cái layer chữ gốc nhé. Rồi bây giờ chúng ta nhân đôi lên,
nhân đôi lên. Rồi, với cái layer, cái folder, cái gốc ở dưới này, đang ở dưới nha, thì nó sẽ là cái màu xanh 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 này này đó. Và để đổi màu, các bạn cũng thể sử dụng cái blending option và chúng ta chọn là color overlay luôn. Đó, color overlay thì mình click vào đây và mình chọn lại cái màu xanh cho nó cùng tông. Rồi các bạn ok, chúng ta chưa thấy bởi vì đang bị đè, thì bây giờ các bạn có thể sử dụng cái phím nhớ click lại cái move tool nhé, và các bạn sử dụng cái phím điều hướng ở trên bàn phím đó, để chúng ta đưa qua đưa xuống, đưa qua đưa xuống đó. Rồi ví dụ như là mình để ở khu vực này đi, đẹp đúng không? Đó, kiểu rất là cartoon luôn. Rồi với chúng ta quay trở lại cái layer ở trên, bây giờ thì mình sẽ làm cái viền nó hơi lệch lệch như này đó. Với cái viền này thì có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ làm cho cái màu ở trong nó trở nên trong suốt và chúng ta chỉ giữ cái viền thôi ha. Chúng ta nhân đôi cái layer chữ gốc copy lên, đây là cái file nằm ở trên này, nhân đôi lên, Ctrl J nhân lên ha. Và bây giờ crop mình sẽ để cái này là background đi, là nền ở dưới nha, đây là chữ gốc, chữ chính à, chính. Rồi giờ là cái này là cái viền thôi, viền đó. Chúng ta click chuột phải chọn là blending option ở đây á, thì chúng ta cũng sẽ tạo cái stroke luôn ha. Cái stroke này thì chắc chắn là màu đen rồi, hoặc là cái màu nào đấy nó hơi tối tối đây đó. Ví dụ mình để cho nó hơi tông tông, giống giống tông của cái khu vực người mẫu đi ha. Và chúng ta click ok. Rồi size thì mình để nhỏ nhỏ thôi, để nhỏ nhỏ thôi. Rồi và bây giờ để cho nó biến mất cái nền ở trong, các bạn sẽ quay trở lại cái blending option, cái fill opacity này các bạn giảm về 0% giúp mình, và chúng ta click ok ha. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại cái viền của cái này thôi ha. Cái fill đó, đây chính là fill này, các bạn có thể tăng giảm cái fill này để các bạn thấy đó, đây là 100% này, đây là về 0% đó. Thì bây giờ các bạn để vào cái khu vực mà các bạn muốn thôi, ví dụ như là mình để nó hơi lệch lệch lên trên một chút đó, để như thế này đi. Và mình đã kết thúc và mình đã hoàn tất cái poster dạng như là gác lại âu lo. Các bạn có thể thấy là chúng ta làm khá là đẹp đúng không, nhìn nó cartoon, nó sinh động hơn là cái gốc nhiều. Nếu như người mẫu chúng ta mặc cái áo màu khác, cái màu vàng đi, thì mình nghĩ nó sẽ còn hiệu quả hơn nữa ha. Thì đó là tất cả về cái này. Thì mình hy vọng là qua 4 cái bài về workshop level up for shop level của các bạn lên á, thì mình hy vọng là các bạn đã hình dung với cái cách để chúng ta sử dụng Photoshop như thế nào. Rồi túm gọn lại thì nó cũng chỉ đơn giản là một số cái tool sử dụng Camera Raw để chúng ta chỉnh những cái tác vụ cơ bản về chuyện là chúng ta cắt ghép này, chúng ta retouch, chúng ta bóp da, bóp tay, bóp chân, bóp một số thứ. Thì và đặc biệt ở với Photoshop, linh hồn của Photoshop là layer. Thì qua cái bài này mình nghĩ là ở phần layer mình đã hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta kiểm soát được layer khá là tốt. Nếu như các bạn có thể coi đi coi lại video này để các bạn thao tác cùng với mình hiểu rõ hơn, và có thể được thì hãy thay đổi kéo lên kéo xuống như thế nào đó, để các bạn cố gắng hình dung trong đầu là quản lý layer nó là như thế nào, và layer trên layer dưới nó là như thế nào. Thì khi các bạn nắm được cái layer là lúc đó các bạn sẽ nắm được toàn bộ cách sử dụng Photoshop một cách rất là đơn giản. Rồi thì đó là toàn bộ video, mình hy vọng là các bạn đã thích cái video này, mình chắc các bạn thích rồi đúng không? Thì hãy nhấn vào nút like và đừng quên comment cho mình biết ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nhé. Ở phía bên mình đâu đó là bên trái bên phải đó, thì nó mình có những cái video khác. Thì mình hy vọng là nếu như anh em ủng hộ mình thì hãy click coi những cái video khác nữa và hãy chia sẻ cho bạn bè của Mr nhé. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới. Bye bye.